Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thi bằng lái xe ô tô năm 2020 giữ ổn định mức học phí trong một khóa học. Khó khăn trong xử lý các phương tiện vi phạm luật giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các trung tâm đào tạo lái xe phải ổn định học phí tối thiểu trong một khóa học. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa gửi văn bản yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch 72/2011 về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Các sở giao thông vận tải cần chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm quy định về mức học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Mức thu học phí của cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải ổn định tối thiểu cho một khóa đào tạo, trừ trường hợp phải điều chỉnh do giá xăng dầu quy định, và phải công khai trước khi ký hợp đồng đào tạo với người học. Hai tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 23.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 23.590 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 90 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm của xe ô tô là 1.447 trường hợp, chiếm 6,13%, mô tô xe máy là 22.091 trường hợp, chiếm 93,64%, tước giấy phép lái xe 14.849 trường hợp, tạm giữ 23.590 phương tiện các loại. Thưa quý vị và các bạn, tạm giữ phương tiện là một trong những hình thức xử lý vi phạm hành chính, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định, cụ thể trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền tại kho bạc nhà nước. Đồng thời, thông tư 11 của Bộ Công an quy định, khi quá thời hạn hẹn đến giải quyết và đã bị tạm giữ giấy phép lái xe mà người vi phạm chưa đến trụ sở để giải quyết việc vi phạm, vẫn tiếp tục lái xe thì sẽ bị xử phạt như hành vi không có giấy tờ. Người vi phạm sẽ bị tạm giữ một trong các loại giấy tờ còn lại hoặc tạm giữ phương tiện. Mặc dù quy định là như vậy, nhưng thực tế cho thấy công tác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự giao thông hiện nay còn khá khó khăn. Được biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho người dân đến nộp. Song tình trạng tồn đọng giấy phép lái xe và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp diễn. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương, các xã thị trấn để tuyên truyền, để nâng cao ý thức chấp hành công tác xử lý vi phạm hành chính của người dân vi phạm. Đề xuất với Ban An toàn giao thông huyện có cái quy hoạch về cái bãi xe đạt tiêu chuẩn để bảo quản tốt phương tiện vi phạm cho người vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Các cái phương tiện vi phạm, cách thức giải quyết tồn đọng lại kho thì đây là một cái vấn đề nan giải khó khăn cho công an huyện Hoàng Hóa. Được cảnh sát giao thông trả tham mưu cho công an huyện và các ngành chức năng để chúng ta tiếp tục tập trung để chúng ta thanh lý, xử lý các cái phương tiện còn lại trên kho này. Qua tìm hiểu thì được biết, do đa phần các phương tiện đang bị tạm giữ đều cũ nát, số khung, số máy bị tẩy xóa, chuyển nhượng qua nhiều người, chủ sở hữu ở các địa phương khác, người vi phạm khai không đúng tên tuổi, địa chỉ, không ký biên bản. Do vậy, việc gửi thông báo tới chủ phương tiện bằng thư bảo đảm khó thực hiện. Trong khi đó, một số hành vi vi phạm mức xử phạt cao, phương tiện cũ có giá trị thấp, nên người vi phạm cố tình không đến nộp phạt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các phương tiện vi phạm sau một thời gian dài nằm tại bãi tạm giữ bị hư hỏng nặng, giảm giá trị xe, không chỉ gây lãng phí tài sản, thất thoát nguồn thu ngân sách địa phương mà còn khiến đơn vị công an gặp nhiều khó khăn khi bố trí bến bãi. Thực trạng kể trên đã phần nào cho thấy các hình thức xử phạt tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe do vi phạm vẫn chưa đủ sức răn đe và còn nhiều kẽ hở để người vi phạm từ chối hành vi nhận lại tài sản của mình. Thiết nghĩ đã đến lúc các ngành chức năng phải có những điều chỉnh nhằm tăng tính ràng buộc đối với chủ sở hữu, đồng thời ra soát lại thủ tục làm mới, cấp lại giấy phép lái xe để đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, đúng quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.